chào các bạn, mình là Dũng. Hiện nay thì mình đang đứng trước khu tưởng niệm hòa bình Hiroshima, hay nó còn được biết đến về cái tên khác đó là vòm bom nguyên tử. Nó là lời nhắc nhở về sự tàn phá khủng khiếp của bom vũ khí hạt nhân, và nó biểu tượng cho sự ước mơ hòa bình của tất cả nhân loại. Khu tưởng niệm hòa bình này được công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1996. Ngày 6 tháng 8 năm 1945, quả bom nguyên tử đầu tiên chống lại loài người đã nổ gần ngay như trên đầu tòa nhà này. Tâm điểm của vụ nổ cách nơi đây khoảng 150m. Với rất là nhiều nỗ lực của người dân địa phương và chính quyền thành phố Hiroshima cùng với các tình nguyện viên và người dân trên khắp đất nước Nhật Bản, tòa nhà Genbaku Dome vẫn luôn được giữ gìn và bảo quản nguyên trạng như ngay sau khi nó bị đánh bom cho đến ngày hôm nay. Đây là đài tưởng niệm các em nhỏ thành phố Hiroshima đã thiệt mạng trong vụ nổ. Cùng với các chuông hòa bình đã đi vào lịch sử. Và căn phòng kín luôn đầy ắp hàng vạn con chim giấy, biểu tượng của hòa bình cho tuổi thơ. Nơi mình đang đứng đây là đài hương, điểm nhấn chính của công viên tưởng niệm hòa bình Hiroshima. Và ở đằng xa kia các bạn có nhìn thấy ngọn lửa đang cháy bập bùng không? Nó được cháy suốt và cháy mãi không bao giờ tắt. Đài tưởng niệm những người mất vì bom nguyên tử được xây dựng vào năm 1952. Trên quan tài bằng đá ở giữa đài tưởng niệm, tất cả các danh sách những người thiệt mạng được khắc trên đó, bất kể trong và ngoài nước. Ngoài ra còn có dòng chữ: hãy ngủ yên, những lỗi lầm sẽ không còn lặp lại nữa. Từ năm 1952 đến nay, công viên này thường là nơi diễn ra lễ tưởng niệm hòa bình Hiroshima, được tổ chức đều đặn vào ngày 6 tháng 8 hàng năm. Tôi đến từ Brazil. Tại sao bạn lại đến đây? Trước tiên, đây là nơi mang tính lịch sử tại Nhật. Đối với người Nhật, nó là nơi để giao lưu văn hóa về lịch sử, và tôi cũng đã học được rất là nhiều. Ngoài ra, đây cũng là nơi quan trọng để mọi người hiểu được rằng chiến tranh đã xảy ra như thế nào ở Nhật cũng như trên toàn thế giới. Đây là nơi rất là quan trọng. Chúng tôi đã học lịch sử Pháp và cả lịch sử về chiến tranh thế giới thứ hai. Khi đó, tôi cũng đã được học về Hiroshima và Nagasaki, và việc đến đây là một việc rất là quan trọng. Tôi đến đây và cảm nhận được lịch sử xưa kia